Đồ gỗ Bùi Tuấn chào các bác. Hôm nay thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2024. Và buổi chiều hôm nay thì bên em sưu tầm được một chiếc tủ chè cũ lưới cổ, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình. Và chiếc tủ này thì vân gân rất là đẹp, và giá em bán cho các bác để các bác sưu tầm thì vô cùng là hợp lý các bạn. Và tủ thì dài là 1m83, sâu 52, cao 73 các bác nhé. Bệ dày 4 phân, đục 3 bông thủng, đục chim hoa và rơi. Đấy, ngũ phúc. Và cánh đây, vân núi các bạn. Đấy, cánh vân núi vô cùng là sắc lét. Đấy, của chất gụ Quảng Bình, dăm gỗ mịn tuyệt đẹp luôn. Đấy, và hai cánh, một tấm gỗ bong đùi mở đồng vân đồng chất như nhau các bác nhé. Đấy, tuyệt vời không các bác? Đó, quá đẹp luôn các bạn. Và tủ thì gỗ lục lõi lành lặn, gỗ lạt trong ngoài như nhau các bác nhé. Và đây chân, đây dáng chân đục cong xoáy này, rơi ở chán. Ô giữa ô ven là đục cảnh chim hoa, rơi cắp đồng tiền. Đấy, và ở giữa là rơi cắp giải lụa chữ thọ. Các cái đường ống bom bê, đấy, dạ bom bê rất là mọng căng. Chi tiết tỉ mỉ đục tay toàn phần luôn. Đấy, không có đục máy các bác nhé. Đấy, tủ cũ bên em sưu tầm nó đục vô cùng là đẹp. Và lèo thì được đục cảnh là ngũ phúc kim tiền mai cài khánh thọ. Được đục là cảnh kép, đấy, tích kép các bạn. Rất là kỹ, siêu kỹ luôn. Và sang hai bên hồi, đấy, cũng đục ba bông thùng. Và gỗ hồi lành lặn vân trên đình, vân lòng trứng các bác nhé. Và tủ này thì em bán để cho các bác sưu tầm là giá 23 triệu. Đấy, 23 triệu vô cùng là hợp lý. Và form tủ phải nói là cực đẹp. Đấy, các bác lên xem thực tế thì chắc chắn là các bác sẽ lấy được. Đấy, sẽ ưng và sẽ chốt luôn. Và đây phần ngăn kéo em sẽ mở chi tiết để cho các bác cùng xem. Đấy, trong ngoài như nhau. Đấy, có ngăn kéo nhá. Đấy, một bên cánh là có ngăn kéo. Đó, tuyệt vời. Và các bác hãy qua trực tiếp đồ gỗ Bùi Tuấn, địa chỉ khu Vệ Lăng Cây Sung, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội để xem thực tế chiếc tủ này. Và các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại là 083 626 499 và số Zalo 0985 230 888 các bác nhé. Và tủ thì em đang hiện quay ở ngoài đường đây, ánh sáng rất chân thực luôn, không úp mở gì cả, không chỉnh màu. Cho nên có như nào thì các bác qua xem thực tế nó còn đẹp hơn ở trên camera em quay. Và các bác hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi và cập nhật những video em đăng lên mới nhất. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.